Good morning, chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy Family Cuộc Sống Mỹ. Hiện tại bây giờ là 1 giờ trưa rồi các bạn. Hôm nay là cái ngày đầu tiên chính thức là cô gọi là cô Út hay cô Ba, tại vì hai cái nào cũng được hết rồi mọi người. Ngọc làm mọi người bị nhầm lẫn, nhưng mà gọi cô Út đi. Cô Út chính thức ngày đầu tiên ở nhà Ngọc. Thật sự là Ngọc rất là an tâm, tại vì giờ là ví dụ chia chay còn ngủ ở nhà nè, cô Út có người ở nhà để lo cho nó. Ngọc chạy đi công việc chứ Ngọc không phải là chờ nó ngủ dậy xong rồi làm tất cả mọi thứ, cho ăn cho uống được tất cả mọi thứ mới được đi công việc. Thì bây giờ công việc của Ngọc nó sẽ được nhanh hơn, rồi nó được hoàn thiện rồi này kia, tất cả mọi thứ đi được tốt hơn. Ở nhà có người lau chùi dọn dẹp, nấu ăn nấu uống, Ngọc dặn gì cổ làm cái đó, Ngọc dặn sao làm cổ làm vậy. Thì có bạn hỏi là cô Út với Ngọc có máu mủ gì không, là không. Ngọc với cô Út là chỉ là hai người xa lạ. Nói chung là không có biết nhau. Cô Út là người xem cái video clip Ngọc là từ khi Ngọc chưa có chay tới giờ nữa, nên là cô rất là mến gia đình, nên là cô Út cũng không có việc gì làm đó, nên là mới có nhã ý là qua để phụ giúp Ngọc những cái công việc này trong gia đình đó. Nên là giờ hiện tại bây giờ Ngọc đi ship hàng, đang đứng ở USPS xong xếp hàng, USPS xong chạy qua UPS xếp hàng. Cái này mùa này mùa dịch đó các bạn, nên là USPS xếp hàng rất là lâu luôn, mình phải trả một cái giá cao thì nó mới đi cực kỳ nhanh, chứ mà còn cái trả cái giá mà bình thường từ 3 cho tới 5 ngày là đi cực kỳ chậm, có khi đi 3 tuần lễ ta chưa nhận được nữa. Nên là Ngọc mới chuyển qua nhiều cái hàng của Ngọc qua cái bưu điện khác ở Mỹ đó các bạn. Có ba cái bưu điện mà Ngọc nghĩ là nổi tiếng nhất là USPS, xong rồi tới UPS, xong rồi tới FedEx, là ba cái đó là Ngọc thấy nổi tiếng nhất. Còn cái gì nữa không thì Ngọc chưa biết, hình như là chỉ có ba cái đó là bưu điện chính hay sao ta. Còn mà DHL là mấy cái đó là international, là quốc tế là khác rồi. Đó là ai mà cứ cái bưu điện ở Mỹ á các bạn, ở Việt Nam mình thì ít gửi đồ đúng không, ở Việt Nam thì mình ship vòng vòng giao hàng tiết kiệm rồi ráp ở đây tùm lum, nhưng mà cái bưu điện ở Mỹ nó cực kỳ quan trọng luôn các bạn. Các bạn phải mua cái tem nè, dán thư rồi gửi thư đi nè, rồi gửi ôi trời, nó bận cực kỳ. Và đặc biệt là cái vào cái dịp mà Noel này nữa, ngày mai đây là Ngọc sẽ đi đi chú Bình, là tối nay là chơi, bây giờ về là xong hết cái cả công việc là đi về soạn đồ soạn đạc là đi chú Bình nè. Thôi bây giờ mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi cái video clip một ngày hôm nay của gia đình Huy Family nha. Thì bây giờ Ngọc đã về nhà rồi, bây giờ Ngọc với lại dì Út sẽ ăn cái nồi mà tối hôm qua nấu, tại vì nấu nhiều lắm nên là hôm nay ăn, với lại ngày mai là phải đi Chicago rồi nên là phải ăn hết cái nồi đó để ngày mai không có còn đồ để bị dư lại á. Thì đây đang hâm lại đây, cái này là mì nè, bây giờ hôm qua tính bánh canh mà hôm nay là hết bánh canh rồi, ăn lại mì nè. Tô này của Ngọc, cái hành phi là của Tiến Phượng, đây tô này của cô Út, còn cái nồi trong đây là mình đang hâm lại nè. Trong đây thì Ngọc bỏ tiêu rồi vô rồi, rồi bỏ miếng ớt sa tế nữa, ăn vậy nó cay cay nó ngon. Cô Út đang lặt rau bên đó. Cô Út thì chỉ không có thích, có mọi người nói là cô Út ơi quay mặt cô Út với, nhưng mà cô Út ngại không có lên. Chị cô Út chỉ nói đằng sau video thôi nha, với lại Ngọc quay cái lưng của cô Út cho mọi người thôi. Hồi sáng giờ cô Út qua nhà, ở nhà cũng giúp Ngọc được rất là nhiều luôn, dọn dẹp lại cái đống tàn tro. Rồi đây coi, rồi chắc ngày mai đem hai cái trái bơ này đi theo mình quá, chứ còn mà để đây là không ai ăn nè. Hay với lại cái đem cái bịch này theo luôn đó, trên đường á, ngọn xe chay nó muốn ăn cái cho nó ăn luôn, chứ còn để nhà là đi Chicago về là không có ai ăn hết. Này là cũng mềm mềm rồi nè, chứ còn cái trái này là cái trái sầu riêng nè, hôm qua Ngọc mua thử để về ăn á. Đây sầu riêng nè, lâu quá không ăn cái sầu riêng trái mà của Thái Lan nên là mua cái sầu riêng để về ăn đó. Để hôm qua tới nay là chút nữa khui ra ăn được rồi nè, không biết ngon không đây, để coi, lâu quá không ăn lại rồi. Coi cái nó quảng cáo cái bịch trong ngoài nó chụp hình thấy cũng đẹp lắm, mà để chút nữa coi sao. Cái quýt này á các bạn ăn á hả, tưởng về ăn ngon lắm, nó chua lè ông ơi, nguyên cái bịch quýt nó chua lè hả, ăn cái này phải chấm muối ăn mới được.
Còn cái thơm này chắc cũng phải sắc ra luôn, sắc ra bỏ trong tủ lạnh. Một chút nữa cô Út sắc cái trái thơm ra giùm con, mình bỏ vô cái bịch Ziploc á, cái ngày mai đi trên xe mình buồn buồn miệng mình ăn. Ủa nãy nó đòi ăn hả? Không, mai mốt mà nó đòi ăn cái gì cô Út gọt luôn đi chứ còn khỏi đợi con. Hả? Tại vì nó rất là thích ăn cái trái thơm. Con mua là tại vì nó ăn á, chứ không phải là con ăn. Nó với ba nó là cực kỳ thích mà bữa giờ là nó chưa có chín. Là nhưng mà bây giờ con nhìn cái màu này là con thấy nó chín rồi nè. Nên là mai mốt mà nói chung mà nó đòi ăn táo, nó đòi ăn 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 cái gì là cô Út làm giùm con. Dạ, tại vì nó ăn là con mừng dữ lắm. Apple là cái này của chị cái táo no. No, cái này gọi là pineapple mà nó chắc chữ dài quá đó, nó chưa có nói được chiều. Dạ. Đây nè, Hello. chồng Ngọc đi làm về nè. Hi. You can call her cô Út. Cô Út. 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 Cô Út. Yeah, just like Út. Oh, chồng Ngọc là chồng Ngọc là từ hồi tối hôm qua tới nay là mới gặp được cô Út đó các bạn. Hồi tối này là cậu mình về rồi là ảnh ngủ rồi. Rồi cái sáng ảnh đi làm thì mình chưa ngủ dậy. Where's Shady? Indoors. Oh, okay. Nay là đi làm về hơi trễ. Đó, các bạn thấy em Mỹ không? Ở chung nhà mà đâu phải muốn gặp liền là khó đâu. Cô Út. Tô, cái tô này đã xong rồi đây. Hấp dẫn không? Hồng hồi tối hôm qua thì ăn bánh canh, còn giờ thì mình luộc mì. Cái mì này của Hàn Quốc Ngọc mua nè hôm qua đó. Thế thử ăn coi sao. Ngon quá. Ăn thử con mì ha. Con mì nó dính. Con mì này là ăn để ăn mì tương đen nè. Cô Út nào ăn mì tương đen chưa? Chưa biết thấy. À, tôi mới con mua về cho ăn thử. Là mốt mua vịt quay cho ăn thử. Vịt quay đang ngon lắm. Ngày mai đi Tấm Phượng á, Tấm Phượng nói hả ghé mua vịt quay đem xuống. Nhưng mà mình đi rất là sớm, tại vì vịt quay, cái nhà hàng vịt quay 12 giờ mới mở cửa. Nhưng mà con nói để con mua tối hôm nay thì Tấm Phượng không chịu. Tấm Phượng nói ăn mua tối hôm nay, mai đem đi tới chiều mai mới có, là nó dở dữ lắm. À, tới chiều mai chưa ăn á, tại chiều mai con đã order đồ ăn rồi. Rất là thích cái mượn, rất là thích gầm nguyên Chicago vậy chứ khó tìm, không có tìm được chỗ nào bán vịt quay ngon. Bởi mà khách tới nhà con là con toàn đã vịt quay không à. Món nổi tiếng là chị ở đây chị vịt. Nhờ con á. Mà tối nay cô Út ngủ ngon phải không? Ôi, ngủ giấc tới sáng luôn. Dành ưu tiên cho cô cái phòng quá là quốc. Thiệt á. Giống như người nhà vậy đó. Thích. Con là ở với con là vậy đó, con thích mình sinh hoạt với nhau như người nhà. Con ăn gì cô ăn đó. Nhiều lúc đó, có cái chuyện gì đó mình thắc mắc không có ấy trong lòng đó, nói ra. Chứ ở trong nhà với nhau mình không có để trong bụng. Cô ấy vợ chồng á, yêu thương nhau tới cỡ nào mà chén đũa còn khua mà. Mà sao coi con ngoài giống trong video với ngoài video khác nhau giống nhau sao? Thì cũng đẹp giống nhau vậy. Đâu, trời ơi. Ở ngoài ngập thì nhỏ xíu mà. Ở ngoài nhìn nó ốm hơn trong video phải không? Nó nhỏ xíu vậy ta. Chay thì cũng dễ thương, cũng giống như con búp bê vậy. Cưng quá trời. Ngoan lắm, ăn cái gì cũng đưa bảo phân trước đó. Công nhận. Với lại cái bằng tánh đó. Ngọc dạ dạy cũng nhiều khi bằng tánh chay như vậy. Giỡn thấy thương lắm. Giỡn dữ lắm. Người giỡn. Thiệt quá. Bà Út mặc đồ lăn trốn không à. Khoái giỡn vậy đó. Rồi chút nữa con vô con chỉ cho cô. Chảy đầu cho nó là sức cái chai đó, cô có thấy trên video chưa? Không thấy. Sức cái chai đó xong rồi cái chảy đầu rồi cho nó chảy nhẹ vậy đó. Chứ nó ghét chảy đầu lắm. Nãy tắm vô đi lắm. Ok. Bởi chay, bởi nước sao chay.
chị mở mà cái tay chị yếu, chị mở không nổi, mà mở đúng như ngọc chỉ vậy đó, hay không, thấy thương không? Rồi cái lúc mà gạt lên gạt xuống như nước nó chảy đó, cô gạt không đúng nó chỉ nó không chỉ không? Giỏi lắm, nó vậy nè, nó lên mà làm cái gì cho chị xong, chị nói thank you, trời ơi cảm ơn á. Nó kêu mở giùm cái đồ chơi nãy đó, tự động đó, mỗi nhắc thật sự lắm. Nói mà nó please, nó please open. Mở cổng nó thấy chứ. Nó nói please hả? Nó mở giùm nó cái đó. Please đúng rồi. Help me. Nó còn nói tiếng Việt đi. Tại lại lúc đầu gọt chết thơm á. Cái chị nói tiếng Việt tôi còn ăn trái táo với thơm. Nó apple. Nó apple. Nó cái này không phải. Cái này trái thơm. Chồng Ngọc thì tối nay nó không có ăn mì này. Tối nay đã ăn cái ham với lại cái cheese phô mai. Chay hình như cũng thích ăn đồ Mỹ nhiều hơn á. Dạ. Mà sao thấy cái ăn cơm lại thích ăn nước tương. Dạ. Nói đa số thích thích ăn cơm nước tương, nước trứng. Ở ngoài cũng không khác nhiều trong video nữa. À. À, đúng rồi. Không, kinh thấy gì nó rõ nét mà đẹp lắm, nghe rõ lắm. Dạ. Đúng rồi. Nó thu hình mình không có khác nhiều. Dạ. À. Nhưng mà có cái gì mình gần thì nó mình thấy bực, nó thấy mình bự hơn. Con nhớ không? Nhớ hôm qua cái câu mà cô gặp con đầu tiên, con nói trời ơi, nhỏ xíu vậy. Cái câu mà đầu tiên mà cô Út gặp Ngọc á, trời trời cái gì mà nhỏ xíu vậy. Phải không, ai gặp Ngọc ở ngoài cũng ngạc nhiên ha, mấy người thấy Ngọc nhỏ xíu rồi. Ai gặp cũng nói câu đó. Còn Chay cũng vậy nữa, gặp ngoài cũng thấy nhỏ xíu. Nhưng mà cái nét thì vẫn y vậy, nhưng ở ngoài chỉ như con búp bê vậy đó. Ngoan vui, hai mẹ con hôm qua tội nghiệp 12 giờ khuya mới về tới nhà. Mình sức tới 1-2 giờ. Dạ. Ăn xong cái này là Ngọc phải đi bỏ đồ vô vali. Cô Út thì bỏ đồ vô ăn chay rồi, cô bỏ ra cô đồ cho cô chưa? Trong vali của chay á, lát nữa xếp vô. Ủa Ngọc ở đó cô nhận hả? Dạ. Cô có bỏ đồ của cô chưa? Giờ Ngọc mở cục khui từ trái sầu riêng này ra, ăn thử coi nó có ngon không nha. Này là sầu riêng của Thái mà bỏ vô trong đá luôn các bạn. Where's the cutting board? You can't put it on top? No. What's funny is I see the line that you're cutting. I know exactly where it's going to split. Really? Uh-huh. Ooh. Baby, can you make it closer? Sure. Wow. Các bạn thấy không, sầu riêng đông đá mà nó dai dữ lắm. Phải cắt ra thôi chứ còn tách là tách không được. Giờ trước cái muối này ăn thử coi. Ok. Ngon. Đối với những trái sầu riêng đông đá là phải cực kỳ chín rồi ta mới đông đá. Nhưng mà coi đâu nó cũng biết làm sao mà nó cũng không ngon. Này ngon. Cô Út ăn được sầu riêng không cô? Không. Ủa cô ăn được sầu riêng? Đây nó đỡ mùi, có mùi chích đậu. Ủa không ăn được sầu riêng hả? Trời ơi, phí lãng nửa cuộc đời. She doesn't eat sầu riêng? Yeah. Trời ơi, nửa cuộc đời đã phí lãng. Tội tốn tiền ạ. Trời ơi.
Vậy là thôi rồi rồi, bà ở chung với con với Chay là thôi xong à. Ở vậy thấy hợp ngọt với Chay ăn tương ngon lành như á. Vậy là mấy đứa con ăn sầu riêng không có coi hả? Con mấy hợp với Chay ăn ngon á. Con giỡn á. Wow. Sao Chay biết ăn hay quá vậy? Ôi, chứ thường thường em bé con cho nó, con quẹt quẹt vô cái miệng nó lúc nó 4-5 tháng. Ăn là quẹt vô miệng, ăn là quẹt vô miệng vậy nó mới biết ăn, chứ còn mà để tới giờ mà kêu nó ăn nó không ăn được đâu. That's stinky. Nên mà bạn, các mấy bạn nào mà muốn con mình biết ăn sầu riêng á, cứ 4-5 tháng cứ quẹt vô cái miệng cho nó. Cái đó mình nói thiệt á. Stinky stinky. 6 tháng, 7 tháng quẹt tiếp. Và mọi người, bây giờ Ngọc sẽ chuẩn bị bỏ đồ vô. Sau ăn uống xong rồi Ngọc rồi dọn dẹp xong rồi cô Út gọt thơm nè các bạn. Ủa rồi cuối cùng cô không lấy bao tay luôn hả? Có lấy đâu thôi kệ, cũng không sao. Dạ. Chứ thường thường không có bao tay, cô lấy cái bao ni lông của cô cầm đó. Tại sợ nó sót á. Không, dạ, okay, không mà cái này bên này không có sót. Ừ, hay thơm đây không có sót. Được rồi. Thơm là nấu canh với Ngọc Phật Phật bốn đó thôi. Cô Út nói là thấy Ngọc Ngọt cháy thơm mà thấy uổng quá. Ừ, phí thiệt á. Phí không? Thì thôi các bạn ơi, cái video clip này Ngọc xin kết thúc tại đây. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này nha. Một ngày của Ngọc, ngày đầu tiên chính thức của cô Út ở nhà của Ngọc. Tất cả mọi thứ trôi qua rất là êm đềm, rất là vui. Rồi tiếp tục ngày mai là cô Út sẽ cùng Ngọc đi cái hành trình tôi qua tới cuộc sống của Chicago. À, cô Út xong cái đó cô Út vô cô giúp dọn đồ của cô Út ha. Ok. Dạ rồi ok. Còn bây giờ thì Ngọc chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.